90 giây bắt đầu. Mời bạn sắp xếp TGNUTAHL, một bộ phận để giữ quần lại với người. Thắt lưng ạ. Thắt lưng, đáp án chính xác. Nắm bắt. Nắm bắt, đáp án đúng. Áo rách thay vai. Áo rách thay vai, quần rách đổi. Gấu. Chưa đúng. Một phần quan trọng này. Phần căn bản của ống. Ống, đáp án chính xác. Mời bạn tiếp tục nào. Thân chủ. Thân chủ, đáp án đúng. Rất nhanh. Đây là một lão từ... thể. Gì ạ? Lão thể. Không phải. Mà gần như là không mặc quần, không mặc áo. Lõa thể, lõa thể. Lõa thể, đáp án đúng. Ước gì ta được quần chấm 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 thì ta làm cỗ 10 mâm bánh dày. Đây là lục bát. Ước gì ta được. Ngày xưa vải nó chỉ có ít màu thôi. Bỏ qua. Thâm, quần thâm. Tiếp theo. Câu chuyện này rất quan. Thạch xanh. Rất quen thuộc. Thạch xanh, đáp án đúng. Hoàn thiện cụm từ sau. Bỏ qua. Chữ đồng tử. Mời bạn tiếp tục. Có bao nhiêu lỗ sai chính tả? Tùy vào nhu cầu và chiều cao của người mặc mà các thợ may sẽ đo chiều dài quần phục. Chưa chính xác. Ba. Đọc tên. Đọc. Chiều sẽ và dài. Chiều sẽ và dài. Đáp án chính xác. Chúc mừng bạn. Bạn La Tiện Thanh. Ý. Cảm ơn anh. Nào, 90 giây bắt đầu. Mời bạn hoàn thiện cụm từ sau. Phép một tia. Đáp án chính xác. Mời bạn tiếp tục. Hãy viết lại cho đúng từ sau. Giảm giá. Chính xác nhưng quá bé, vẫn được cộng điểm. Tiếp theo mời bạn. Lính dù. Lính dù, đáp án chính xác. Rất nhanh. Còn đây. CHNNTE. Tận tâm. Tận tâm. Những cái người mà bên cạnh ấy rất là gần gũi. Tận. Đối với vua quan. Cận thần. Thật cần. Không, chưa chính xác. Bỏ qua. Nó là thân cận. Mời bạn, đây là gì? Bố g i o. Bó rố. Ngồi thế nào? Ngồi chưa, không phải. Ngồi thế nào? Bó gối. Bó gối, đáp án chính xác. Bỏ qua. Nghĩ rằng bỏ qua, nó là khố. Mời bạn. Lái. Lạ. Chưa chính xác. Chưa chính xác. Cái này thường xuyên nói về thời tiết ấy, khiến cho chúng ta cảm thấy lạnh giá. Lạnh giá, đúng rồi. Mời bạn. Phố mùa. Cái gì bỏ không? Bỏ qua, bỏ qua. Không mặc, nó là phối màu. Phối màu nào? Còn đây. Quần áo có cái. Nó rất tiện. Khuy bấm. Khuy bấm, đáp án chính xác. Mời bạn tiếp tục nào. Bỏ qua. Bao nhiêu lỗi sai chính tả? Ô. Mấy? Mấy lỗi sai? Chơi phải thế. Cho làm lại. Mất mình luôn ý. Cho làm lại được không ạ? Không làm lại cái gì cả, em chơi quá được rồi. Tôi nghĩ là cái tinh thần đấy là tất cả hai anh chị còn lại là phải phát huy. Được chưa nào? Bởi gần phản xạ. Khó. 90 giây bắt đầu. Mời bạn. Phương ngữ. Nó gần bằng phải với... chi. Gì ạ? Phải chi. Phải chi, đáp án chính xác. U. Còn đây. CUPUHỜ. Ất phục, không phải. Vừa rồi trong cái bài phân Âu tích. Phục. Gì ạ? Âu phục. Đáp án chính xác. Kích cỡ. Kích cỡ, đáp án đúng. Mời bạn tiếp tục hoàn thiện cụm từ sau. Kín như bưng. Kín như bưng, đáp án chính xác. Rất giỏi, rất nhanh. Còn đây. Chất liệu. Len dạ. Len dạ, đáp án đúng. Gần như cái đánh tin. Gần như cái khuy bấm kìa kìa. Lúc đấy ấy. Bỏ qua. Nó là đinh tán. Viết lại cho đúng từ sau. Ngấu nghiến. Các bạn ấy bảo nhau viết bé thế à? Vâng, đáp án chính xác, chúc mừng bạn. Chị giàu quần chấm 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 hoa chanh. Chúng em khốn khó quấn quanh lụa đà. Quần lụa. Chưa chính xác. Quần chấm. Không đúng. Quần vấn. Bỏ qua. Trong các bài thơ nó là lĩnh. Mời bạn. Dây. Sắp xếp. Cái này quan trọng lắm. Ngày xưa chưa dây có lưng. Không phải. Ngày xưa chưa có cạp kiếc các thứ. Có cúc.
Dây chun. Dây chun đáp án đúng. Còn đây CMHKECE. Bạn còn 3 bỏ giây qua. Bỏ qua. Hai ạ. Đó là hai ạ. Không, cái này thì còn sai nữa. Tôi gấp đôi lần hai của bạn, 4 cơ. Bây giờ chỉ còn chị Phạm Thị Hoàn và em Hà Mai Linh thôi. Linh là 6 điểm. Chị Hoàn thì trông mặt kiểu này cũng kiểu 08 thì cũng phải 9. Thế là chị nói thế, còn kết quả cụ thể như thế nào thì tính sau. Và bây giờ mời bạn 90 giây bắt đầu. Viết lại cho đúng từ sau. Dáng dấp. Đáp án chính xác, chúc mừng bạn. Sắp xếp TUVEHAK. Đây là một kỹ thuật. Đọc, không phải viết lại. Khâu. Đây là một kỹ thuật trong may vá thêu thùa. Khâu vấn. Khó quá, có thể bỏ qua. Khâu vắt. Đây khâu là khâu vắt. Tiếp tục đây. Nam nữ đáp án đúng. Xanh lam đúng. Có bao nhiêu lỗ sai chính tả? Nàng banh lì thế giới đã được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau tại Olympic Paris năm 2024 trên đất Pháp. Hai những giọt nước mắt đã rơi mấy ạ? Hai ạ. Vâng, đáp án chính xác, lỉ giọt. Tiếp theo. Cầu NP của UC cầu ở ạ. Cần một bộ phận của chủ đề hôm nay ấy. Cần cái cầu một phần rất là quan trọng để giữ lại nó. Cặp quần đáp án chính xác. Mời bạn còn đây. Thấm dẫm ạ. Thấm đẫm đáp án đúng. Tay nghe súng bắn cái đùng cỏ chim bay hết. Anh đừng bơ vơ ạ. Gì ạ? Anh đừng ạ. Không phải. Anh gì? Anh buồn ạ. Không phải. Bỏ qua. Hết giờ. Thôi chết. Mai Linh, ý bạn thế nào? Em cũng không muốn vui trên nỗi buồn người khác đâu, nhưng mà em chúc chị Hòa là sẽ có cơ hội để tỏa sáng trong những vòng chơi khác của những chương trình khác. Ờ, bạn đếm à? Bạn có đếm không? Đếm gì ai? Ờ, thế tại sao bạn cho rằng bạn Hoàng là bạn ra về? Chắc là yếu tố linh cảm chăng? Linh cảm. Ừ. Bây giờ thế này. Vừa rồi là bạn Hà Mai Linh được 6 điểm. Và bạn Phạm Thị Hoàn, người chơi cuối cùng, bạn được 5 điểm. Nhưng đấy là tôi chưa cộng thêm điểm cuối cùng. Thực ra bạn được 6. Thưa quý vị, bạn Phạm Thị Hoàn và Hà Mai Linh sẽ chơi một câu cuối cùng. Và ai thua người đó sẽ phải ra về. Nào, bắt đầu. Sắp xếp NGEAIHHU. Xin mời bạn. Hài nghệ. Chưa chính xác, tiếp tục. Nghệ hài. Không phải, cái này các bạn nữ thích lắm. Huệ nhài. Không Huệ... phải, đề nghị khán giả trật tự ạ. Vâng ạ. Đây là cái mà nó rất là đắt, nhiều khi nó vô lý. Nhưng mà có những người thì thấy nó rất hợp lý. Và có những người nó Hàng hiệu. Gì ạ? Hàng hiệu. Đáp án chính xác đó là hàng hiệu. Bạn Hà Mai Linh đã trả lời chính xác. Và chúng ta phải chia tay với bạn Phạm Thị Hoàn. Vâng. Hoàn thân mến. Vâng ạ. Cảm ơn em đã đến tham gia chương trình. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và hạnh phúc. Cảm ơn.